anh mớp đầu nha, anh mớp đầu vậy chứ biết sao, cậu cũng phù hộ nha. Từ ngày mà ảnh đi vào đây là bây giờ anh bán với số rất là đắt luôn nha. Mới bây giờ mà anh được 50 tờ hết rồi đó. Cái này là mâm cúng đất đai chiến sĩ của cúng 16 á, cúng 16 của chị Như đúng không? Ừ, cúng 16 rồi. Gạo muối nè. Wow, mâm gạo muối không ngon, hoành tráng quá ha. Ồ, ồ, quá chừng muối với gạo. Cái này là giấy tiền vàng bạc quá trời nhiều. Ừ. Cái này mình cúng gạo muối ha. Cúng gạo muối, cúng dông hả con? Dạ, cúng dông. Cô cúng dạ. Muối gạo hả? Cúng kiểu đây cô dạy. Ai cúng đồ ăn, đồ ăn, đồ uống thì cô ở đây cô cúng lương thực khô cho các chú các bác nó xuống dạ. Ở đây. Dạ. Ừ, với giấy tiền giảng sanh. Dạ. Rồi ai ai thấy thì lấy nha. Dạ. Chút tôi lấy muối gạo đây rồi. Dạ. Đổ cho anh em YouTube có tiền đi chứ ai cũng được view cao cũng có tiền. Dạ. Nhiều nha. Muối gạo, lương thực khô, giấy tiền vàng bạc. Vậy có chứ, gì cũng lấy ha. Vậy chứ hôm nay bồ câu nó giàu nhiều lắm đó cô. Đó, nó nhờ mấy gạo nè. Về tới nữa. Dạ. Vậy là càng ngày càng đó, nhiều. Tiền đó. Mũi đây mũi là mũi tiền giảng sanh đây. Mũi đó. Mũi dạ. Tiền giảng sanh. Ai cũng tới bữa nay đến nữa đi đầu thai được thì đi. Còn wow. Đây cúng gạo đây. Mọi người cúng thiệt. Anh đến nữa. Ngày qua anh nó cũng ở hình như tới trưa mới về á. Wow, anh Ngọc ha. Chào anh Ngọc nha. Hôm qua đến rồi mà anh. Về. Hôm qua mình đến rồi mà. Qua đến đến nữa cái gì đó. Nay mình không có làm ha anh. Vậy là chắc mình nghỉ tới đầu tuần luôn hả? Dạ, vậy là anh tới đây là bữa nay là anh phụ nè, bữa nay thứ bảy nè và có nhiều người phụ lắm đó. Thứ bảy là cô chú về đông lắm. Đó, cúng quá chừng cả nhà. Giao mắt rồi giờ trả lụa cắt kìa. Thiệt đau lòng quá. Rồi cúng cậu mà giờ chả lụa phải cắt như vậy nè cả nhà, mấy kéo cắt. Rồi cô cúng xôi nữa nè, ngon quá à. Chanh trà, dừa rồi nữa cả nhà. Ấm tiêu. Đó, sáng mộ cậu nè cả nhà. Đó, cũng quay cho cả nhà xem buổi sáng ở mộ cậu nha. Lấy đó luôn đi. Thôi mà. Đi phụ chị Như. Đi sao không lấy đồ lấy ta? Em cũng quay cho em vợ nữa. Em vợ nó hả? Cái hoa nó rớt đầy trong hộ cậu rồi. Giờ lấy đồ vô quét. Giấy hay gì? Có cái này để làm gì? Ồ, quá trời quá, quá trời quá. Ủa, buổi chiều thôi. Buổi chiều thôi đúng rồi. Khi trời mưa thôi. Trời mưa thôi, buổi chiều thôi. Đó. Mua bia mỗi ngày cho
còn còn nữa không? Hát đi cô. Hát đi cô. Để cô hát đi. Hát bài gì giờ? Con hát tiếng không biết nhau hát rồi. Giờ có con cái YouTube anh với bà Thanh Thanh tập hôn nhau không? Mắt là em mới dễ con ra hát cái bài bao giờ biết tương tư. Kể nó cho Thanh Hà đi. Con kể nó cho Thanh Hà đi. Con thường tiếp theo cho. Hồi xưa tốt quá anh nghe bên hát cái bài bắt cà phê kìa. Biên cơn lá rơi thù hát. Hát chưa? Con khang tiếng rồi. Hay nước buồn cơn chiến binh hết ai cho chuyện tâm tình. Khóc than ghi nà một khóc than ghi một mình dạ tiếp tục. Con la một con năm bóng lá còn năm thiện lên luôn. Ờ vô cô. Trời ơi. Không để em hát cái bài tân nhạc cho anh nghe nè dạ. Chứ em hát giọng cổ dở ẹt à. Dạ, em mà hát giọng cổ hay là em theo anh mắt đắt rồi. Cô vô tân nhạc đi. Ngày nào cho tôi biết yêu anh rồi tôi biết tương tư ngày nào biết thương buồn biết đời anh rộn rã dưới tôi biết đem tình này tình yêu lấp đầy rồi biết đem câu chuyện biết cho đôi giờ có ok, các bạn nhắn lên. Ra là cô mua cái bông cô để ngay đây rồi. Mà chuyện qua mưa quá cô đi không được, cô đặt rồi. Hết nguyên một bề đây nè, đẹp lắm. Vừa bông trang vừa bông hồng luôn. Nhưng mà chắc vài bữa nữa cô đem lên. Hồi sáng sớm cô lại đây lau bộ cho cậu hát cho cậu nghe nữa cả nhà. Bán còn dư yêu đã trở lại mô Phật. Tình yêu đã trở lại đã ngã đèn rồi nha, thấy chưa? Trở lại thiệt luôn rồi. Em có đầy tà áo em phơi bày ngón tay em tiếng yêu không. Hôm nay thấy cái mã, hôm nay em mới lên được với anh đó nha nha anh. Cô hát giống kiểu như đang thi tình chú á. Chết già rồi, thiệt lên đây 7 lần rồi không suy chết. Mấy lần là vừa ca kiểu giống như đang si tình chú vừa la mộ giờ thấy mộ không cũng si tình luôn à. Hai cái quyển sách mới có mặt hàng mới đẹp luôn, đẹp hơn cái kia rất là nhiều. Cái mộ từ đây mọi người còn ở dễ luôn ha, dễ nó đẹp cái chương trình nó cái kiểu đơn giản quá, nó có gì là như viên từ quá. Ở đây sáng sớm rồi cả nhà. Ba vị khách đầu tiên. Quen. Dạ, ba vị khách quen hết chứ. Những người mà đến đầu tiên là những người rất là hăng hột ở đây nè. Là yêu quý chú, là hay đến thường xuyên nhất. Thường chú. Để dọn đồ nè, lo cho chú nè. Ở đây mưa nhiễu ta. Vậy gì hụt vô đi anh, hụt vô chút xíu đi. Tại chỗ đó nó nhiễu rồi.
Anh ơi, mình vào chỗ khác được không? Tại ngay chỗ này là cái lỗ nó nhiễu nước, ướt hình cậu. Tại lúc nào cũng nhiễu ngay chỗ này nè, mình phải hạn chế ở đây nè, thấy không? Ngay nguyên cái hàng này luôn nè. Tại nó hay động nước ở đây. Bên này nữa, cái tấm. Tấm này nữa. Mười mấy ngàn người theo dõi cô đó. Thằng này nữa. Tấm này nữa chứ không phải thằng này nữa. 15.000 người theo dõi cô rồi đó. Bữa nào em đem cái lo kẹo kéo lên em giặt cho mấy bài cho cô xin luôn. Ừ. Cô đem kẹo kéo rồi sao tụi con quay cô được. Còn không biết là hứa còn năm nào cũng năm rồi đó con. Sợ dù hứa với người mắt lắm. Đừng hứa người mắt nha. Hứa ông này hứa mà không làm là chết. Cô ơi. Làm gì cười. Ôi coi kìa. Trời ông cười với tôi kìa. Sáng nay là cũ cậu năm là có đầy đủ hết nha. Không ai sướng bằng anh. Anh còn nói tiếng hôm mai cổ nó xanh luôn. Wow. Đúng không? Nghe nói anh đúng không? Cười gì? Dạ. Trời ơi, cổ ông cười với tôi kìa. Nổi da gà ông địa ơi. Thiệt, nổi da gà thiệt anh. Em nghĩ chắc anh về cái tấm này nhiều nhất. Nên thành thử ra mỗi lần thấy tụi nó live stream toàn là nó ôm tấm này không à. Không mà tấm này rất là thực tế, con mắt của anh là đúng con mắt Vũ Linh luôn. Mấy cái tấm kia là dẻ, không có ấy, như tấm này rất là giống ổng, giống kinh khủng luôn. Ừ. Một là tấm này, hai là tấm này, nhưng mà tấm này không bằng tấm này. Tấm này đẹp cực kỳ. Với lại ông thích cái câu nè, tài đức vẹn toàn nè, mãi yêu anh. Ai yêu anh vậy anh? Không, anh nhà ông thích nhất bốn cái chữ này nè con. Vẹn toàn. Cô bảo đảm luôn nên ổng vô cái tấm này nè. Dạ. Tấm này cho tụi con đây ngang đây nè. Không có gì chuyện. Không, tụi con cho ổng đau hồi này đi. Tấm này là tự chữ này mới là cao cả nhất chữ này. Cái tấm này là cái tấm của chị Hà. Đúng anh, Michael không bằng anh luôn. Hà Trang. Bên Sài Gòn. Đúng không, Michael đâu bằng anh đâu. Tặng hai tấm á chị, tặng hai tấm. Mình nói thì hả Phạm chút xíu anh đúng không? Cái tấm tổng thống mà cũng bây giờ. Ta đi du nghĩa trang du lịch không à chứ đâu đi. Có cái thằng nào nó comment vô nó nói là vô nghĩa trang đi du lịch kêu là giảm bớt cái chuyện vô nghĩa trang. Em mới nói nó chờ chỗ chết ai thèm vô mà tắm khùng đi. Chỉ có yêu còn năm chỉ vô đúng không? Có anh năm tụi em mới tới đây ầm. Đi vô đẹp rất là sợ luôn á. Trời đất ơi, vô này là lạnh xương sống, ai dám vô mà kêu cấm. Trời cấm bà nội nó chứ cấm. Ừ, hồi anh vô giờ anh vô đây anh ở không ai sợ mày nghe còn đâu đó 3 giờ là tụi nó vô đây hết trơn rồi từ hồi anh vô anh ở đây hết nước nó sợ ma luôn. Vô ở với anh tới khuya nó mới về đó. Anh yêu còn sợ không? Nói chung là sợ hãy đi còn sợ đâu. Không, anh yêu quá không sợ. Anh yêu là anh sợ nhất nè cô ơi. Anh sợ lắm. Lớn tuổi nhất mà là nhát nhất. Đúng rồi. Rồi đấy. Có Nhi là người nhất, Nhi là không sợ ai. Chị Nhi, dạ chị Nhi đang làm hoa ngoại. Cái sao cô đi giờ sớm gặp tụi con YouTube cũ. Dạ. Yeah. Yeah. Mấy người YouTube mới con cũng thích, không phải là không thích, cũng đông quá mình. Đông quá. Dạ. Dạ. Cô là cô thương nhất hợp. Một là Nhi, hai là đây. Nhiều quá. Nhiều. Dịp sống nhiều. Anh nó đi lạc đường. Xin em nhưng từ từ lên nhà anh 7 lần mà em cũng đi lạc 7 lần đúng luôn. Đi tới cái vòng cung là bắt đầu là anh làm nhanh nhất em đi vòng chơi vậy. Ôi, đến đây thì hiện tim kết thúc cái video nha cả nhà. Thì sáng sớm thì cũng có 3 vị khách đầu tiên nên là mình cũng đã quay cho cả nhà xem rồi cập nhật cho cả nhà xem. Đó, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú trong những cái video lần sau. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha. Đó, anh bây giờ đang lau dọn quá chừng quá đất luôn cả nhà ơi. Trời ơi, con nó đi theo tôi mà nhang, nó lên một phút luôn kìa. Cái gì đó cũng không